Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Zoom Master sẽ chia sẻ với các bạn cái video về những cái công cụ mà các bạn sẽ phải dùng để trong cái quá trình học tiếng Anh tốt hơn. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những công cụ rất đơn giản như nhau. Thứ nhất là các bạn nên, mình nghĩ là bắt buộc phải có, tức là một cái máy tính xách tay hoặc một cái laptop, thì hoặc là một cái máy tính được, máy tính cây cũng được, nhưng một cái máy tính để chúng ta học tốt hơn, tốt nhất. Thì bạn, nếu mà chúng ta không 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 thể có điều kiện đấy ấy, thì chúng ta có thể tận dụng một cái điện thoại. Được không? Nhưng mà tất nhiên điện thoại thường chỉ ghi phần thực hành thôi, chứ còn điện thoại thì nó cũng sẽ không được tối ưu lắm cho việc học ngoại ngữ đâu. Đấy. Nên là sẽ cần một cái laptop, thì mình sẽ lấy cái mục tiêu là laptop, thì chi phí nó cũng khá là rẻ và mình nghĩ là ai cũng có cái laptop, mà một điện máy tính và thường người trưởng thành nó đều có cả. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng trên máy tính. Và chúng ta sẽ cần một cái tai nghe có dây hoặc là không dây, hoặc một cái tai nghe điện thoại cũng được, tai iPhone mà có dây hoặc là không dây, cổng 3.5 hoặc là cổng USB. Đấy, thì chúng ta sẽ lắp cắm vào máy tính và sử dụng cái mic của nó, mic thoại nó rất là tốt. Mình nên, nếu mà không có cái tai nghe có dây tốt đấy, chất lượng tốt, thì chúng ta lại mua một cái headphone, chi phí nó không quá cao đó. Và chúng ta sẽ cần internet, thì công cụ là máy tính, một cái tai nghe có mic này. Đây, tai nghe có mic đây, có dây đây, mic đây, đúng không? Một cái đường truyền internet tốt là chúng ta có thể học được ngôn ngữ ngoại ngữ. Và máy tính thì chúng ta sẽ sử dụng nó hiệu quả hơn là di động, điện thoại di động sẽ nhiều cái tính năng và nhanh hơn, học nó sẽ nhanh hơn nhiều so với điện thoại di động. Điện thoại di động chỉ tranh thủ thôi, tranh thủ học, và thường là chúng ta tranh thủ thì cũng sẽ khó mà đạt được kết quả, nên là mình khuyên rằng mọi người nên sử dụng một cái máy tính để học tốt nhất. Ok, và video này mình sẽ dừng ở đây nhá, xin cảm ơn các bạn.